Bây giờ là buổi briefing. Bác Howard trưởng đoàn sẽ brief cho mọi người về cái chương trình tour và những cái điều cần phải lưu ý chuẩn bị để mà có một cái chuyến đi tốt nhất. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái thiết bị mà mình sẽ dùng trong cái chuyến đi Sơn Đòn ngày hôm nay. Bây giờ là sáng ngày khởi hành, bây giờ là 8 giờ và mọi người đang thức dậy ăn sáng và chuẩn bị hành lý. Đây là cái chuyến xe buýt sẽ chở tụi mình đi tới cái điểm xuất phát. Đây là homestay của chú Hồ Khanh, người mà đã tiền ra cái hang Sơn Đòn cách đây mấy chục năm á, trong một cái lần đi vô rừng ha. Đó, thì nếu không có chú thì sẽ không có hang Sơn Đòn để chúng ta khám phá ngày hôm nay. How was it? It's too hot today. No, it's no? Lovely temperature today. Lovely? Beautiful today. It'll be about 23, 24. Very nice. Let's go. Điểm tập kết để mà chuẩn bị hành trình đi. Khí hậu khá là mát mẻ thì đi rất là thích ha, giống như đang đi bộ trong cái trời Đà Lạt vậy đó. Wow, mát lạnh. Anh vừa mới dừng lại để quay một số cảnh. Bây giờ tiếp tục di chuyển về bản để nghỉ trưa và ăn trưa. Khoảng 20 phút nữa là sẽ tới. Đây, vắt đây các bạn. Đây là chuyện bình thường khi các bạn đi trong rừng ha. Không có cảm giác đau hay gì hết, chỉ nhìn xuống là thấy máu thôi. Đây. Cái đường mình đang đi nè các bạn, vào tháng 8, tháng 9 là nó sẽ ngập nước luôn, chứ không có được cái con đường mình đang đi như thế này đâu. Cho nên là tháng 8, tháng 9 là tour Sơn Đòn sẽ đóng cửa. Mùa đó là mùa lũ ha. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều, thật sự rất là mệt các bạn. Nếu như mà các bạn không có quen vận động mỗi ngày á, thì thật sự là đi cái này rất là mệt nha. Thấy xa xa đó không? Cái hang phía xa xa đó là hang Én. Hình ảnh mà các bạn đang xem chính là khu vực hang Én. Mọi người sẽ nghỉ ngơi một đêm ở khu vực này. Sau đó thì ngày mai mới tiếp tục cái hành trình đi qua cái hang Én là tới hang Sơn Đòn ha. Cái đường đi xuống đá không mà các bạn nha. Phải hết sức là cẩn thận. Đi cẩn thận.
mọi người đang di chuyển qua sông bằng con thuyền phao, rất là thú vị luôn. Ở trong này có một cái hồ bơi rất là đã luôn, mọi người thấy không? Đó, hồ bơi tự nhiên luôn. Cái view này cực kỳ khủng. Thật sự cái cảm giác mà bơi trong hang như thế này rất là phê. Sáng nay chúng ta có cái món rất là ngon. Bò tỉnh. Đó là bò chánh. Bò chánh á, bò chánh né á, phải không? Thì bây giờ mình đi qua chỗ mấy anh bọc tơ cho mọi người xem nha, xem cái quá trình chuẩn bị nó như thế nào nha. Làm hệ thống nước sạch để mà nấu nướng hoặc là uống. Sau một đêm ngủ thì mấy anh em sẽ dọn hết tất cả lều để mà vận chuyển qua cái vị trí đêm thứ hai, là luôn luôn đi trước đoàn để mà set up. Một trong những cái điểm chụp hình rất là nổi tiếng trong cái tour chính là cửa hang én này ha. Rất là hoành tráng ha. Hết sức cẩn thận ha. Hùng vĩ lắm các bạn, đứng đây mới cảm nhận được hết. Đi xuyên qua hang én để mà tới hang Sơn Đòn nha. Đi liên tục khoảng tiếng đồng hồ. Welcome. Welcome. Hello. 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 Anh đi đâu từ sáng tới giờ? Anh đi đường tắt á. Đây, đây là con vắt nè các bạn. Thì hôm qua mình được tận 3 con á. Mấy cái đường như thế này các bạn, nhiều vắt lắm. Lúc nãy băng qua một con suối thì cái bucket 3 của mình đã nhúng nước và hiện tại nó đang chập rồi. Và mình đang quay bằng cái bucket thứ hai. Cái bucket nằm trong bịch gạo do lúc nãy tắm suối. Bây giờ anh em lấy ra xem thử nó lên được không nha. Rồi xong, im ru cho nó về Sài Gòn luôn. Một chút kém may mắn ha, nhưng mà không sao, mình luôn chuẩn bị backup plan khi mà đi những cái chuyến như thế này. Là một địa hình băng rừng. Đây, các bạn có thể nghe tiếng khỉ. Rất nhiều động vật ở đây. Chim chóc, khỉ. À, một tiếng nữa tới ông núi. Tầm cỡ 40 phút. 40 phút nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã tới bãi trại để ăn trưa. Let's go. Đây, một bãi cắm trại giữa rừng. Mình sẽ nhảy dù vào hang Sơn Đòn như vậy. Three turn. Yes. Khóa an toàn. Chuyến này bác Howard nói là tụi mình là những người đầu tiên xài cái loại móc dây mới này. Brand new luôn. On the second climb, the second time you have a live climb, they'll lock it off and they'll take a photograph. Bác Howard đang hướng dẫn mọi người cái cách để mà leo vô cái miệng hang Sơn Đòn ha. And there's knots in the rope, so trip is absolutely amazing, seeing lots of interesting things, and it's kind of what I expected, but for me this is quite out of my comfort zone, so it's quite a challenge for me. Cảnh này nhìn như trong phim. What we've seen so far is fantastic, but what we're about to see is going to be incredible.
mình vừa mới leo một cái đoạn dây thừng xuống dưới đây. Khung cảnh rất là hùng vĩ luôn. Vô đây cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Đây là một đoạn qua thác khá là nguy hiểm. Cái dòng nước này chảy xiết lắm. Sử dụng Nikon Z9 và Z8 quay 8K RAW. Đây Z9 70-200, bên này là Z8 24-70. Xem thử cái chất lượng hình ảnh nó như thế nào nha. Xin chào các bạn, bây giờ là sáng ngày thứ 3 và bây giờ là 7 giờ sáng, 7 rưỡi rồi. Đêm qua đã có một cái đêm ngủ rất là ngon luôn. Nếu các bạn nào mà khó ngủ thì các bạn nên đi tour Sơn Đòn ha. Đảm bảo là mệt thì các bạn sẽ ngủ rất là ngon. Đêm qua ngủ ngon không Si? Cực ngon luôn. Sáng nay chúng ta có bánh crepe, chuối và sô-cô-la syrup. Exciting. Tụi mình vừa mới bắt đầu ngày thứ 3. Đợt này thì hành trình cũng không xa như là 2 ngày đầu tiên. Tuy nhiên độ khó cũng khá là cao. Bạn có thể thấy được là phải trèo qua một số những cái tảng đá và những cái vực rất là cao ha. Thì bây giờ mọi người đang tới một cái vị trí chụp hình rất là nổi tiếng ở đây, đó chính là Wedding Cake. Mình sẽ xài cái filter case. Đây, đầu tiên bạn vặn cái vòng 500 vô. Sau đó các bạn lấy filter này ra. Đây. Filter chống nước cho nên là mình mới quay được cái kiểu này. Có một sự thật là dù bạn đi Sơn Đòn bao nhiêu lần đi nữa thì ở tại đây ngay lúc này cái cảm giác nó vẫn rất là phê. Wow, cái hố sụt khủng khiếp luôn, to lắm. Thì ở Sơn Đòn có hai cái hố sụt thì đây là cái đầu tiên. Thì khu vực này gọi là vườn địa đàng, rất là đẹp luôn. Các bạn phải nhìn thấy thảm thực vật hai bên. Đây là một điểm chụp hình rất đẹp. Cảm giác rất là nhỏ bé luôn, giữa một cái thiên nhiên kỳ vĩ như thế này. Ok, và tụi mình đã xuống tới cái bãi trại đêm cuối cùng, cũng là bãi trại thứ 3. Một cái miếng trải nghiệm tuyệt vời nhất của tour Sơn Đòn đó chính là những cái điểm cắm trại rất đỉnh. Ok, bây giờ đoàn đang thu gom hành lý và chuẩn bị ra về, kết thúc chuyến hành trình Sơn Đòn 4 ngày cực kỳ thú vị luôn. Dạ, cảm nhận của em đó là thứ nhất là đã,
rất đã và rất đã. Nhưng mà đi tour này thì mọi người maybe sẽ tăng cơ nhưng mà không bao giờ có thể giảm ký được đâu, tại vì các anh nấu ăn quá ngon. Mình thấy rất là thú vị, nó là một thứ rất nên trải nghiệm. Sau khi trải nghiệm lần đầu mình sẽ không kiếm được lại cái cảm giác trải nghiệm đấy được nữa. Nó rất là thú vị, nó rất là kiểu exciting ấy. Do mình là người họa sĩ, mình cũng thích vẽ nên là vào đây thì rất nhiều cảnh vẽ, rất nhiều cảm hứng. Nói ngắn gọn thôi, amazing Sơn Đòn, see Sơn Đòn again. Em last one. Em cảm thấy em là một đứa con hư của mẹ thiên nhiên. Chuyến đi này nó mang cho em rất là nhiều trải nghiệm tốt và em nghĩ là em sẽ có rất là nhiều ý tưởng để mà thực hiện tiếp những cái bài nhạc còn lại trong album của em. Okay, great. Cảm ơn Sơn Đòn. Về cá nhân Móc thì cảm thấy rất là hài lòng bởi vì quay được khá là nhiều những cái thước phim đẹp. Một trong những cái bước rất là quan trọng trước khi mà vượt qua bức tường Việt Nam cao 80m đó chính là phải đeo dây an toàn. Đội ngũ an toàn đang đeo cho tất cả mọi người trong đoàn. Cửa sau và đi ra khỏi đây là mình sẽ ra khỏi hang Sơn Đòn, kết thúc cái chuyến hành trình 4 ngày trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog và đón chờ những hình ảnh đẹp nhất nha. Yeah, hoàn thành tour Sơn Đòn.